Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục về toán nha các bạn. Hôm nay mình xin nói về số liền sau số lớn nhất có một chữ số. Được chưa? Thì số có một chữ số. Tại sao biết số có một chữ số? Thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần đếm giúp mình. Ví dụ như 1, 10, 100. Được chưa? Thì muốn biết số có bao nhiêu chữ số, nhớ đây là bài tập liên quan về số tự nhiên nha các bạn. Đây, 1, 2, 3, 3 chữ số. 1, 2, 2 chữ số. 1, 1 chữ số. Ok chưa? Vậy muốn biết số có bao nhiêu chữ số thì các bạn chỉ cần đếm số lượng chữ số. Được chưa? Vậy số có một chữ số sẽ là những số gì ạ? 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không ạ? 10 không, 1, 2 không được. Vậy từ số 0 đến số 9. Được chưa? Ở 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Thì số lớn nhất trong những cái số này là số mấy ạ? Số 9. Được chưa? Rồi, số liền sau thì mình biết rằng số liền sau của một số sẽ lấy số đó cộng thêm 1. Nhớ giúp mình. Còn bạn nào chưa hiểu về số liền trước cũng như là số liền sau thì các bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ gỡ một cái đoạn clip liên quan về số liền trước và số liền sau cho các bạn hiểu trước đã, rồi các bạn sẽ giải bài này rất nhanh và gọn, được chưa? Vậy số liền sau lớn nhất có một chữ số là số mấy ạ? Lấy số 9 cộng thêm 1. Vậy số liền sau lớn nhất có một chữ số là, lấy 9 cộng 1 là 10. Được chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu hoặc là chỗ nào khó hiểu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.